Mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn nè. Hôm nay Bếp Linh Nguyễn chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem một cái món nữa nè. Hôm nay là mình xào bún gạo nha. Ở đây là mình có hai bịch bún gạo nha. Hai bịch bún gạo này là nó tương đương với lại 400 g nè. Đây. Mình sẽ để đây và sau đó mình xào chung nè. Mình xào chung là củ hành trắng nè, giá nè, rồi hẹ, hành và củ cà rốt. Ở đây mình có một củ cà rốt nè, mình đã thái nhỏ ra rồi nè. Mình xào chung với lại thịt nha. Mình có miếng thịt là 400 g. Sau đó mình có đầu hành nè, mình có tỏi và hành tím nha. Các gia vị thì không thiếu, tiêu, đường, muối, bột ngọt, dầu ăn. Đây, dầu ăn nha. Và nước tương. Để mà mình nêm cái bún gạo này là nước tương nó sẽ ngon hơn nước mắm nha mọi người. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ cắt cái thịt heo này ra nha. Mình sẽ cắt cái thịt heo ra là từng cái miếng vừa ăn để mà mình xào nha mọi người. Thì cái thịt heo, cái miếng sớ của nó dài thì mình sẽ cắt ngang lại nè. Đó, mình cắt ngang và mình cắt từng miếng nhỏ 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 lại nha. Mình lựa cái thịt nó mềm á, là mình xào nó mềm thịt lẹ. Đó, mình cắt cái miếng mỏng như vậy nha. Rồi như vậy thịt của mình cũng cắt xong rồi nè. Bắt đầu mình cho vào tô nha. Và sau đó mình sẽ đập nè. Mình đập dập cái củ hành hành lá mà cái gốc á, mình sẽ sắc nhuyễn nè. Rồi sau đó mình cũng sắc nhuyễn cái hành tím luôn. Mình băm nhuyễn ra nha. Rồi tỏi mình cũng băm nhuyễn luôn. Sau khi mình băm nhuyễn hết rồi, bắt đầu mình cho phân nửa vào cái tô thịt để mà mình ướp thịt nha. Mình còn chừa lại phân nửa để một hồi mình phi thơm lên là bắt đầu mình xào thịt nè. Rồi mình cho cái bột ngọt vô nè. Mình cho một muỗng bột ngọt nè. Mình cho hơn nửa muỗng muối nha. Sau đó mình cho một miếng tiêu nè, một muỗng đường. Và sau đó mình cho thêm một muỗng nước tương nữa nha. Rồi như vậy là mình sẽ trộn lên nè. Mình trộn lên, mình để thịt nó thấm ít nhất là 10 phút nha. Nếu mà mình để hơi lâu á, thì mình để vào ngăn mát tủ lạnh nha, cho thịt của mình nó sẽ tươi nha. Rồi như vậy thịt của mình cũng ướp xong rồi nè. Bắt đầu mình để ở đây và mình sẽ vào bếp. Mình bắt nước ấm ấm lên là mình ngâm. Rồi nước của mình cũng sôi nè. Bắt đầu mình cho cái bún gạo vô nè. Đó, nó sôi này khoảng chừng 50 độ C là được rồi nha mọi người. Rồi mình sẽ tắt lửa và mình cho cái bún này mình ngâm ở đây. Rồi sau đó là bắt đầu mình sẽ xào các nguyên liệu. Nào là thịt nè, giá hẹ. Rồi mình bắt cái chảo lên nè, mình cho dầu vô. Sau đó dầu nóng rồi mình cho cái tỏi và hành vô, mình phi thơm lên nè. Tỏi và hành của mình cũng thơm rồi, bắt đầu mình cho thịt vô nè. Mình cho thịt vô và bắt đầu mình xào lên nha. Rồi đến bây giờ là mình dặn cái lượng lửa riu riu nha, để cho thịt nó sẽ chín nha. Thịt của mình săn và chín rồi, bắt đầu mình cho cà rốt vô nè. Mình cho hết cái cà rốt vô và sau đó mình sẽ trộn lên nè.
mình để nó sôi bùng lên là nó héo cà rốt là được rồi nha. Mình xào ở đây là mình còn chừa cái lượng rau nó giòn giòn nha. Nếu mà mọi người nào thì có ăn thêm cải ngọt hoặc cải thìa đó thì mình xào chung cũng ngon lắm nha. Rồi như vậy cà rốt của mình như vậy cũng được rồi nè. Bắt đầu mình cho hẹ vô nha. Hẹ nó cũng mau chín lắm. Hẹ và củ hành trắng vô nè. Mình chỉ xào đảo đều lên và héo lại là được rồi nha. Không có cần xào lâu quá. Xào lâu quá thì nó sẽ bị mềm nha, không ngon. Rồi mình sẽ nêm thêm nè, một tí xíu đường nè, một tí xíu muối. Rồi như vậy là mình sẽ trộn đều lên nha. Rồi cái phần hẹ của mình như vậy cũng là chín rồi nè. Bắt đầu mình cho giá vô nè. Mình cho giá vô là mình trộn lên một cái là mình tắt lửa được rồi nha. Rồi cái nguyên liệu giá xào của mình cũng xong rồi nè. Bắt đầu mình cho ra nè. Mình cho ra dĩa và mình lấy lại cái chảo đó là mình vớt bún ra và mình cho dầu lên nè. Và sau đó mình cho thêm một tí xíu cái gốc hành nè, để cho nó cái dầu của mình nó thơm nha. Rồi hành của mình như vậy cũng thơm rồi. Bắt đầu mình sẽ cho bún vô nè. Mình cho bún vô là mình chỉ xào sơ thôi nha, không có cần xào lâu quá. Tại vì bản thân bún mình đã ngâm qua cái phần nước ấm á, thì nó đã mềm rồi nha. Mình xào lên cho bún nó nóng là được rồi nha mọi người. Bún của mình như vậy được rồi nè. Bắt đầu mình cho một muỗng nước tương lên nè. Rồi mình cứ trộn đều lên như vậy là mình cho ra cái nguyên liệu xào thịt của mình á, là mình trộn đều lên là được rồi nha mọi người. Đây cộng bún nó không có dính với nhau nha, nó rất là bời gời luôn nha mọi người. Rồi như vậy là cái dĩa xào của mình cũng xong rồi nè. Mình cho bún vô nè, giờ mình sẽ trộn đều lên nha. Rồi như vậy mình lấy đũa và cái muỗng cái giá đó và mình sẽ trộn đều lên nè. Wow, rất là hấp dẫn luôn mọi người ơi. Từ vì cái nước xào của mình á, nó có nước á, nên đâm ra đưa vào với bún á, thì nó hơi bị ướt tí xíu. Mình để một hồi thì nó sẽ ráo nè. Rồi sau đó là mình ăn bún này là kèm với lại nước tương. Nước tương ngọt ngọt nha. Mình làm nước tương, mình cắt miếng ớt vô, mình cho tí xíu đường vô, mình quậy lên và mình cho tí xíu nước lạnh nữa là mình làm cái nước tương chan là rất là ngon nha mọi người. Rồi như vậy là bây giờ mình bắt đầu mình múc ra dĩa, mình mời mọi người và cả nhà mình cùng thưởng thức thôi. Bún gạo xào nè mọi người ơi. Wow, đây nè, đó. Mình sẽ gấp ra dĩa nè, mình mời cả nhà mình cùng thưởng thức nha. Rồi thôi mình cũng kết thúc clip tại đây nha. Mình chúc cả nhà luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc nè. Chúc mọi người luôn thành công trong cuộc sống nha. Hẹn gặp lại mọi người và cả nhà mình trong clip lần sau nha. Bye bye. Mời cả nhà mình cùng thưởng thức nè.